Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết cách kê khai thuế giá trị gia tăng, cách tập hợp số liệu để chúng ta đưa vào trong tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thế ở trên màn hình thì tôi có giới thiệu cho các bạn một mẫu bảng kê. Ở đây tôi chỉ chụp cho các bạn là cái mẫu bảng kê hóa đơn chứng từ mua vào thôi. Thế còn đối với lại bán ra thì các bạn làm tương tự. Cách tập hợp như thế này, chúng ta sẽ sắp xếp các hóa đơn bán ra và hóa đơn mua vào thành hai tập. Mỗi một tập các bạn sẽ kê vào cho tôi một cái bảng kê có những cái cột cơ bản như thế này thôi. Các bạn cứ lần lượt kê các hóa đơn theo trình tự xuất hiện theo thời gian. Còn đối với hóa đơn bán ra thì chúng ta sẽ kê theo số hóa đơn. Thế thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn cách kê cái bảng kê này ở trên phần mềm Excel. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ đưa số liệu vào trong phần mềm hỗ trợ kê khai. Xin giới thiệu với các bạn là đây là bảng kê hóa đơn chứng từ bán ra quý 2 năm 2019 của công ty cổ phần trợ giá 24 giờ Việt Nam. Thế thì với cái mẫu này tôi chỉ làm mẫu cho các bạn về kê bán ra thôi. Thế còn đối với mua vào các bạn cũng sử dụng đúng cái mẫu như thế này. Các bạn kê cho tôi tất cả các tờ hóa đơn mua vào. Kê giống hệt như thế này, đối với hóa đơn mua vào thì chúng ta kê theo trình tự xuất hiện theo thời gian. Thế đối với lại cái quý 2 năm 2019 thì công ty cơ điện lạnh, công ty cổ phần trợ giá 24 giờ có viết từ số hóa đơn số 45 đến số hóa đơn số 56. Trong đó có số hóa đơn số 46 là xóa bỏ được thay thế bằng hóa đơn khác. Và hóa đơn số 50 là mất, đã làm thông báo mất gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Và tôi có ghi lại đối với doanh nghiệp này thì toàn bộ hàng hóa dịch vụ trong quý 2 năm 2019 đều là thuế 10%. Nếu như trong trường hợp doanh nghiệp của các bạn mà có các mức thuế suất khác nhau thì các bạn sẽ insert vào đây cho tôi này, từng cái mức thuế một. Ví dụ một lớn là không chịu thuế bán ra, không chịu thuế tập hợp tất cả các tờ hóa đơn bán ra không chịu thuế này. Hai lớn là bán ra 0% chẳng hạn, tập hợp tất cả. Và ba lớn là bán ra 5%, bốn lớn là bán ra 10%. Thế là cứ tờ hóa đơn thuộc phần nào, ví dụ như đây tôi đang kê là thuộc phần 4 lớn, đúng không ạ? Đấy. Thế thì các bạn tập hợp hết vào phía dưới này, mình sẽ cộng tổng tất cả những tờ hóa đơn lại. Như vậy là tổng doanh số bán ra của năm quý 2 năm 2019 của doanh nghiệp này là 3.895.000, tương ứng với tiền thuế là 389.500. Thế nhưng mà cũng chưa biết là doanh nghiệp này quý 2 có phải nộp thuế hay không. Thế thì đối với tờ hóa đơn đối với bảng kê mua vào thì các bạn cũng làm giúp tôi tương tự như bảng kê bán ra này. Thế đây là phần liên quan đến mua vào. Thì các bạn thấy là thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ từ quý 1 năm 2019 chuyển sang là 7.800.000 đồng. Và tổng giá trị mua vào của quý 2 là 2.856 triệu. Và thuế giá trị gia tăng mua vào tương ứng là 285.600.000 đồng. Bây giờ tôi sẽ đưa cái số liệu này vào trong phần mềm hỗ trợ kê khai. Đối với lại để lập tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ cho công ty cổ phần trợ giá 24 giờ Việt Nam thì tôi phải mở phần mềm hỗ trợ kê khai ra. Ở trên phần mềm hỗ trợ kê khai tôi sẽ lựa chọn tờ khai khấu trừ. Tôi lựa chọn tờ khai theo quý. Vậy thì khi nào doanh nghiệp kê khai theo tháng và khi nào thì doanh nghiệp kê khai theo quý? Ở đây tôi hướng dẫn các bạn cách xác định kỳ kê khai. Cách xác định kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng thì chúng ta sẽ căn cứ vào tổng doanh thu của năm trước liền kề đối với những doanh nghiệp đã và đang hoạt động. Nếu doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ đồng thì năm nay doanh nghiệp sẽ kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng. Vậy là những doanh nghiệp ý, mà chúng ta cứ nhìn vào tổng doanh thu năm trước liền kề ở trên bảng cân đối số phát sinh, nếu như mà cái số này nó lớn hơn 50 tỷ thì các bạn năm tiếp sau đó sẽ là kê khai theo tháng. Còn đối với lại kỳ kê khai theo quý sẽ áp dụng cho các doanh nghiệp mới thành lập.
và doanh nghiệp đã và đang hoạt động có tổng doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống. Đối với công ty cổ phần trợ giá 24 giờ Việt Nam, thì tổng doanh thu của năm 2018 là 36 tỷ. Vậy thì doanh nghiệp này năm 2019 sẽ kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý các bạn ạ. Vì vậy mà trên phần mềm hỗ trợ kê khai tôi sẽ lựa chọn là kỳ kê khai theo quý. Tôi sẽ chọn tờ khai quý 2 năm 2019, trạng thái là tờ khai lần đầu. Ở trên cái thông tin mà các bạn nhận được lúc nãy đúng không nhỉ? Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của quý 1 năm 2019 chuyển sang. Nếu như quý 1 mà tôi đã kê khai ở trên phần mềm hỗ trợ kê khai này rồi này, thì cái chỉ tiêu này nó sẽ tự động cập nhật vào chỉ tiêu 22. Thế tuy nhiên là vì là tôi vừa mới cài phần mềm hỗ trợ kê khai cho nên ở đây chúng ta phải đưa cái chỉ tiêu này vào. Còn sau khi kê xong quý 2 năm 2019 tôi mở phần mềm hỗ trợ kê khai của quý 3, nếu có số tiền thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau thì nó sẽ tự động nhảy sang chỉ tiêu 22 của tờ khai kỳ sau đó các bạn ạ. Rồi, bây giờ đến chỉ tiêu 23 là tổng giá trị của hàng hóa dịch vụ mua vào chưa thuế. Tổng giá trị của hàng hóa dịch vụ mua vào chưa thuế đây. Tôi sẽ copy cái số này cho nó nhanh nhá. Copy. Đưa vào chỉ tiêu 23. Chỉ tiêu 24 là tiền thuế. Và các bạn cũng phải đưa cái chỉ tiêu 25 này nó bằng chỉ tiêu 24 nhé. Đấy. Tức là chúng ta được khấu trừ bao nhiêu thì chúng ta phải đưa vào. Thế còn cái tổng bán ra bằng bao nhiêu ạ? Tổng bán ra là 3 tỷ 895. Đúng ạ. Bây giờ tôi sẽ đánh vào. Đánh vào cái mục là 10%. 3 tỷ. Đấy, 3 tỷ bao nhiêu nhỉ? 3 tỷ 895. Bây giờ tôi ghi lại nhé. Vậy là tôi đã ghi thành công tờ khai thuế giá trị gia tăng được khấu trừ quý 2 của công ty cổ phần trợ giá 24 giờ. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra kết quả này. Các bạn là khi mà chúng ta hoàn thành xong tờ khai ấy, thì ở trên tờ khai kết quả chỉ hoặc là xuất hiện số tiền ở chỉ tiêu 40 ví dụ như thế này này. Hoặc là xuất hiện số tiền ở chỉ tiêu 43 thì các bạn nhìn thấy ở đây kết quả của tôi là còn 96 triệu 100 ở chỉ tiêu 40 các bạn nhìn thấy. Đây là số tiền thuế giá trị gia tăng còn phải nộp trong kỳ. Thế có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là hết kỳ quý 2 năm 2019 doanh nghiệp phải nộp 96 triệu 100. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải nộp tờ khai này chậm nhất là vào ngày 30 của tháng đầu quý 3. Tháng đầu quý 3 là tháng 7 đúng không ạ? Trước ngày 30 tháng 7 nhá. Đồng thời cũng phải nộp số tiền này vào ngân sách nhà nước. Thế là mình phải lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước này, đi nộp số tiền này cùng hạn với nộp tờ khai. Còn nếu như tôi giả sử trong trường hợp mà số tiền này này nó lại ở chỉ tiêu 43, là chỉ tiêu là thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau. Thế có nghĩa là kỳ này chúng ta sẽ không phải nộp thuế mà lại còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau. Trong trường hợp này các bạn chỉ việc kết xuất tờ khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ nộp vào ngân sách nhà nước mà không phải nộp tiền thuế. Số tiền ở chỉ tiêu 43 này này nó sẽ tự động được cập nhật sang chỉ tiêu số 22 của tờ khai kỳ sau. Đấy. Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong cách kê khai và cách đọc kết quả trên tờ khai.